Quý vị ơi, chúng ta cũng có thể thấy rằng hai chiếc ngư lợi của chúng ta, hai chiếc ngư của chúng ta vẫn còn thiếu hai chỗ ngồi đang cần được lấp đầy. Ai à? Yeah.
Còn và tiếp theo sẽ là kỹ thuật gì đây? Thank you.
biểu diễn, trong đó có ba lượt là biểu diễn bởi các Twitter, và các khán giả sẽ có cơ hội trải nghiệm cảm giác chân thật khi được ngồi trên các chiếc cửa chiếc của chúng tôi. Cho nên quý vị hãy nhìn thật kỹ các piano được trưng bày xung quanh khu vực sân khấu để trả lời các câu hỏi và có cơ hội được
Vâng, vừa rồi là những phần test sân dợt xe trước của các Ritter tại sự kiện On To Fest 2023. Và quý vị khán giả ơi, chúng ta đừng đi đâu quá xa nhé, đúng 11:20 trưa nay